khi ấy xá lợi tử lại bạch phật bạch thế tôn sự thanh tịnh như thế bản tánh thanh khiết phật dạy như vậy là rút giáo thanh tịnh xá lợi tử bạch phật vì pháp nào rút giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết phật dạy này xá lợi tử vì sắp rút giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì thọ tưởng hành thức rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này xá lợi tử, vì nhãn xứ rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì nhĩ tĩ thể thân ý xứ rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này xá lợi tử, vì sắc xứ rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt giáo thanh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết này xá lợi tử vì nhãn giới rút giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết vì sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết này xá lợi tử vì nhĩ giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết vì thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc Cùng các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.